Hôm nay tao xin nhờ cô gái xin giới thiệu với các bác là mô hình nuôi chim bố mẹ giọng thổ sinh sản. Và giới thiệu với các bác đây là những cặp chim bố mẹ của mình. Mình đưa con của nó đi khắp toàn quốc. Đây là cái tờ giấy này là mình gắn những cái thuộc tính, những cái tên tuổi, những cái dòng giống và những cái quy ước của mình. Đó. Tất cả các chuồng này đều có những cái thuộc tính như vậy. Đây mình xin phép mình quay sát vào một cặp bố mẹ. Vì mình đặt như thế này để mình che cái phần ổ ấp của nó vào ở bên trong. Và các bạn thấy đấy là hai cái máng này là mình treo ngoài, một máng nước, một máng ăn. Và nó thò đầu ra nó ăn. Chính như vậy là nước nó sẽ không bị dính phân, hoặc cám nó không bị hao, nó không bị. Khi các bạn để máng ở bên trong thì nó sẽ vẩy, rồi nước ở bên trong vô tình nó dẫm vào hoặc là nó ỉa vào, làm cho độ chua và độ ô nhiễm. Nếu như một cái cống như thế này, các bạn có thể 3 ngày mới các bạn mới phải thay nước và thay cám. Và trên này nó có mái tre. Vậy vị trí là nếu như nắng sáng sớm nó sẽ hắt từ bên phía này ngược mặt tiền ngược vào thì là chim sẽ chữa bệnh. Và buổi chiều thì nó hát từ đằng sau lưng đến thì là quá mát. Đó. Thì làm như thế này thì cái đơn giản là nó chỉ là một cái chuồng bồ câu các bạn mua trên thị trường khoảng 120.000 tùy. Nhưng tôi khuyến cáo là các bạn lên mua cái loại dùng bằng cái sợi thép nó to một chút như thế này thì nó lâu dỉ hơn và nó bền bỉ hơn, chắc chắn hơn. Và người ta gắn bằng những cái sợi dây thắt nhựa thì các bạn về các bạn phải lấy dây thép. Các bạn buộc kín vào bởi vì lâu dài nó sẽ có cái độ dơ lệch. Và các bạn để cái đáy chuồng cách mặt đất ít nhất là phải tầm 6-70 phân đổ lên. Bởi vì cái phân của chim lâu ngày ỉa nó sẽ chặt ở dưới đất và chưa kịp phân hủy thì nó đã bốc cái mùi cay lên, hăng lồng lên, làm cho chim bị hay bị bệnh đau mắt và bệnh đậu. Nên là các bạn phải cho cao lên, tối thiểu phải 70 phân, cao hơn so với mặt đất. Còn nếu các bạn nuôi mô hình này thì mô hình là những cái đôi chim này là những đôi chim non sinh sản ra và các bạn thuần, nó thuần thì các bạn mới nuôi được lồng chặt, nó không đánh nhau và nó phải vào đôi với nhau thực sự. Đấy. Thế thì các bạn muốn hạ thổ thì các bạn chơi cái bài hạ giả hạ thổ. Các bạn làm một cái khay nhiều, khay nhôm, đá. Các bạn cho cái đất đá ong non, đất muối, đất ba gian, đất ở những cái đồi keo. Các bạn cho ít cát và ít muối và ít muội than. Các bạn trộn vào, để vào trong. Thì con chim nó sẽ ăn những cái khoáng như thế. Và những cái gì cần thiếu nó sẽ ăn. Và các bạn thấy đấy, đây là chú chim, mình zoom gần lại một chút. Đây là chú chim bố mẹ của mình. Các bạn thấy đấy, là mình là người đầu tiên tiên phong tuyển chọn những cái giống chim cu gáy mã đẹp, giống to khổng lồ và đặc biệt là giọng thổ chân đỏ, mỏ đầu xanh đuôi xám, bả cánh màu không màu me đó, sáng sẫm ngỗng nhạt, nó không như chim miền Nam mà cũng không như chim đen như một số vùng khác. Và đây là những chú chim bố mẹ tuyệt vời của mình đã nhân giống ra bán cho các anh em ở Hải Phòng, anh em ở Quảng Ninh và đặc biệt là các bạn ở khu vực miền Nam và miền Tây rất là nhiều. Tự anh em đánh giá là cũng khá ưa chuộng cái giống chim của mình. Không phải là tự khen mà các bạn vào cái kênh chim cu gáy hay thì các bạn có thể thấy được những cái comment, những cái nhận xét và những cái tin nhắn của bên mình. Trở lại vấn đề thì các bạn thấy đấy là nhìn những chú chim của mình đứng rất là hiên ngang và rất là hồn nhiên đó. Thì đây là những chú chim bố mẹ thật là tuyệt vời đó. Các bạn thân mến, nuôi chim sinh sản là một cái chủ đề cực kỳ khó. Trông thì thế thôi nhưng cực kỳ khó. Như các bạn nhìn thấy ở đây là những cái cống ăn của mình thế thôi. Trông thì đơn giản nhưng mà
nó có mấy loại thức ăn ở trong này, và mình cho ăn theo từng đợt hàng tuần. Có khi gần hết cái này mình lại phải cho lúa vào, cho gạo lật vào, hoặc là cho thêm những cái thứ khoáng cần thiết để cho con chim nó đủ chất để nó sinh sản. Và cái cách này là cũng các bạn có thể nhặt trứng ra để lồng vào những cái cặp chim chim Pháp, chim Nhật để nó đúc ra con. Đây là chú chim rất là, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu như đầu mỏ đến chóp đuôi chắc là mình nghĩ nó phải dài tầm 45 đến 50 cm. Các bạn thấy là hai chú chim này là một cặp đôi uyên ương, nó sẽ gắn kết với mình và nó là những cái giống chim điển hình của mình. Đó. Các bạn thấy mình dí máy ảnh khá gần, hiện giờ cách khoảng 80 phân. Và bên này cũng vậy. Bên này là một cặp tiếp theo. Và đây là những cái thuộc tính mình ghi ở giấy đây. Đấy. Đấy. Mình ghi rất là cụ thể. Mưa không thể ướt được. Và nó đẻ ngày nào, ấp ngày nào, giống như nào, giọng ra làm sao, mình đã ghi rõ rồi. Thì các bác yên tâm là mình là người tiên phong đi vào cái chủ đề chim cu gáy, và đặc biệt là chim cu gáy sinh sản. Chim cu gáy đó, mình xin phép mình được vén trọn vẹn cái này lên để các bạn nhìn quan sát cái ổ đẻ, cũng như là cái các bạn nhìn thấy cái con chim nó như là ra làm sao. Đó. 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 Rồi, mình đó, đấy là những cái giọng, đấy là giọng chim bố. Đấy. Các bạn thấy giọng chim thổ, rất là thổ đúng không? Đấy, nó vừa gù mái đấy. Các bạn yên tâm. Yên tâm. Cái rác các bạn để dưới sàn đấy, và đến cái lúc nào nó nháy cánh các bạn thả lá thông, những cái cọng rơm, những cái cọng cỏ, những cái que ở ngoài thiên nhiên. Mình thấy là có những cái sợi cước, có những cái sợi dây buộc, rồi có những cái rễ tre, rồi có những cái sợi rơi rơm cỏ cứng, sợi non vót, rồi một số những cái thứ nó cứng cứng theo kiểu là quấn tổ được. Thì cơ bản là chim nó sẽ tự cắp lên. Các bạn cứ để ở trong cái khuôn viên, ở trong sàn chuồng, hoặc để một ít ở lót ở cái ổ thì nó sẽ tự cắp lên. Đấy. Và nó sẽ quấn ổ trong những lúc nó tức đẻ. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đây là công ăn, tạm thời mình cũng chưa cho ra ngoài, nhưng mà mình thấy là nó cũng rất là sạch sẽ. Nếu có rơi vãi xuống đây thì một vài chú gà trọi của mình nó sẽ chiến đấu luôn. Đấy. Như các bạn thấy đấy, là các bạn nên nuôi một dàn chim, một dãy chim như thế. Mà các bạn thấy đấy là mình không phải là tinh thần, không phải là gì cả, mà mình rất chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn tinh mắt, các bạn để ý là một dãy tính từ chân mình đến cuối vườn nhà mình dài đúng 100 m. Và hai dãy là các bạn thấy phát triển đều là chim như thế này. Và mình phải có một công nhân trả lương đàng hoàng cho người ta. Người ta cho ăn hàng ngày và người ta trông nom cho mình. Xây hẳn một cái nhà chờ, một cái nhà bắn mái, rồi một cái chòi cao, nắp camera và tất cả những hệ thống nuôi chó, an ninh, rồi hệ thống báo trông trộm. Rồi mọi vấn đề là chúng ta đi vào một cái vấn đề quy hoạch, quy củ, và chúng ta đảm bảo được cái chất lượng con chim của mình ra thị trường, cũng như là mình bảo vệ cái tài sản của mình. Kính thưa quý vị các bạn, trên cái kênh Nông nghiệp Nông thôn thì cũng có rất nhiều những cái chủ đề đấy, nhưng mà hôm nay là mình cũng xin chia sẻ với các cụ cao tuổi và các bác trung niên, cũng như các anh em còn đang trẻ. Cái giống chim cu gáy là giống chim rất là quý và hiếm, mà rất là hay, nó rất là thân thiện với con người. Đấy. Các bạn thấy đấy, là mình đều có số, đều có mã số, đều có thông tin đầy đủ về những chú chim của mình. Đấy. Thì
Năm ngoái thì mình cũng phát triển cái mô hình bán hoang dã, mình hạ hẳn thổ xuống. Đấy, thì hiện bây giờ mình duy trì một nửa mình đẻ ra và mình nuôi. Bây giờ là những cái thế hệ này là tơ hơn, kế cận hơn, thuần hơn. Mình cho vào cái diện tích như này. Một là nó sẽ sạch sẽ, thoáng đãng, dễ chăm sóc và không bị chuột, rắn, rết phá. Đấy là cái mà mình cũng cải biên lên một chút. Tất nhiên là nếu các bạn làm rộng và hạ thổ được thì quá tuyệt vời. Đấy. Đây là những chú chim. Mình ghi rất là rõ ràng thông tin như vậy. Và kính thưa các bạn là những chú chim này là những chú chim mà nó ra những quả trứng rất là to, con rất là to. Ừ. Các bạn thấy đấy. Ừ. Kính thưa các bạn. Không để cho nó tự nhiên. Đấy. Đấy. Thường các bạn nên che lại một lửa chuồng để cho nó ở cái phần nó đẻ. Đấy các bạn thấy không? Khi có người đến là nó bao giờ nó cũng nú nấp, nó cũng có cái cảm giác như thế, không đến mức độ là quá thuần. Nhưng mà các bạn nên nhớ là chim sinh sản nó phải kín một chút ở cái phần nó ấp đẻ. Đấy các bạn thấy những cặp chim bố mẹ rất là hùng vĩ, phải nói nó rất là hùng vĩ, bởi vì chim nhìn rất là đẹp. Mình không phải tự khen như các bạn, trên hình ảnh như các bạn có thể thấy đó. Đấy, chú chim bố mẹ rất là đẹp, to đẹp, đặc biệt giọng rất là thục. Thì trên cái kênh này là cái kênh tin tưởng nhất, các anh em nào mà muốn mua những cặp chim bố mẹ đấy, các bạn nhìn đến như đôi kia mình đeo khuy ở chân luôn. Zoom lại gần một chút để các bạn nhìn này. Đó, đeo khuy ở chân luôn, thấy chưa? Đấy, chim của mình không phải là chim đại đại đâu, mà chim này là mình đã có tên tuổi rồi. Đó, mình trở lại nuôi này một chút. Đấy. Các bạn thấy đấy, đều có những thông tin ở trên và đều có những hình ảnh về những chú chim rất là cụ thể. Đó. Các bạn thấy không? Ừ. Đấy. Các bạn thấy đấy. Đó, và bên này cũng một 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 vài em nữa đấy. Đó, rất là ok chưa? Các bạn. Bên này là một em chim hồng. Đó. Các bạn thấy đấy là nó trông thế này thôi, nhưng mà đây bây giờ là nó sắp chuẩn bị nắng ấm lên, nó đẻ rất là kinh điển luôn. Và các bạn thấy đấy là mình chia sẻ với các anh em về cái kinh nghiệm nuôi chim khu sinh sản. Đó. Các bạn thấy đây là một cái mô hình mà các bạn thấy là rất là hoang dã đúng không? Đó. Đây là biểu tượng là an ninh của mình. Đấy, thì dọa thôi, vào là bắn. Dọa thôi, nhưng mà các bạn thấy đấy, có cả con ngỗng này để nó báo động này. Rồi tất cả những cái khu vực chuồng ở dưới này thì mình chỉ có mình với cái bác nuôi nào bác ấy quen hơi mình cho xuống. Còn nếu mà chim sản thì các bạn nên hạn chế người người lạ, hơi người lạ và tiếng người lạ. Chim nó rất hay bỏ ấp và nó bỏ trứng. Đấy là các bạn, đấy là cũng không phải là khó khó khăn gì. Cuối video mình không biết nói gì hơn, xin tự giới thiệu về bản thân. Mình tên là Thao và địa chỉ thì thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đặc biệt là cái số điện thoại là mình luôn luôn dùng, số 0163 5305982, số này liên lạc và kết nối Zalo được. Còn trên YouTube và trên Facebook của mình là Chim Cú Gáy Hay, các bạn search đi sẽ có những cái thông tin của mình.
và đặc biệt là số tài khoản để mình giao dịch với các bác chuyển khoản cho bên mình để đặt chim là 2210205156681. Mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì, bởi vì mình ở Ba Vì. Và cái lượng chim bố mẹ mình cấp ra thị trường cũng như là những cái chú chim non mình luôn luôn có bảo hành cho các bạn, bảo hành bằng cả niềm tin luôn. Đấy, các bác yên tâm khi tìm đến một đơn vị để các bạn mua những cái cặp chim giống như vậy. Và chúc các bạn có được những chú chim vui. Nếu như các bạn thấy video này chia sẻ chân thành bổ ích thì các bạn có thể gửi tin nhắn để mình sẽ đóng góp một cách hoàn thiện hơn, chân thành hơn và sẽ đúc rút kinh nghiệm hơn để xây dựng nên một cái diễn đàn, một cái chủ đề về con chim cô gái thật là sâu sắc và vui hơn. Hàng tháng thì bên mình cũng có tổ chức là cho những khách hàng vào cái Facebook của mình là Chim Cô Gái Hay tham gia quay số trúng thưởng, nhận chim miễn phí hoàn toàn. Đó, thì các bạn có thể tham gia và nhận, nếu như các bạn may mắn các bạn đoán ra những có bí ẩn trong cái cuộc chơi vui để nhận chim cô gái may mắn mùng 10 hàng tháng mình tổ chức, thì anh em cố gắng là vào Facebook và kết nối Facebook để theo dõi của mình. Và các bạn có những cái vấn đề gì thì các bạn vào kênh Chim Cô Gái Hay của mình trên YouTube và Facebook, các bạn có thể hỏi hoặc là có thể là mình sẽ đăng những cái video về kinh nghiệm của bản thân đúc rút ra về cách chữa bệnh và một số những cái giống chim, những cái clip số bao nhiêu, những con chim giọng còi hay giọng đồng hay giọng bầu hay là sấm hay gì đấy, thì mình sẽ đặt tên clip và đăng hàng ngày. Thường là mỗi clip mình đăng ra thì các bạn cũng sẽ biết cái thông tin về con chim đó và các bạn đặt mua. Thì hình thức mua thì các bạn có thể thứ nhất là các bạn tin tưởng tôi hoàn toàn thì các bạn chuyển khoản cho bên tôi thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn tiền tiền ship. Còn các bạn chưa chuyển khoản thì các bạn có thể là đặt cọc. Đặt cọc thì các bạn có thể đặt cọc theo hình thức là các bạn chuyển đặt cọc một ít, khoảng 1% nào đấy. Hoặc các bạn có thể là liên hệ một cái nhà xe từ cái vùng quê của các bạn. Ví dụ các bạn ở Nghệ An, các bạn có thể xem có cái nhà xe nào đi từ Nghệ An mà quen các bạn, hoặc là các bạn chủ động gửi tiền cho cái nhà xe đó cứ ra đến Hà Nội. Có thể là bến Mỹ Đình là thuận tiện nhất, nếu không được bến Mỹ Đình thì nước ngầm Gia Lâm, Giáp Bát. Thì các bạn có thể là báo cho mình số nhà xe, thời gian thì mình sẽ gửi chim từ Ba Vì xuống Hà Nội để gặp nhà xe và giao chim cũng như nhận tiền của các bạn luôn. Thì đấy là cái hình thức giao dịch. Bởi vì mua bán qua mạng bây giờ nó cũng có rất nhiều người là lợi dụng cái việc xa cách như thế và làm ảnh hưởng đến uy tín. Riêng tôi thì cũng có những cái quan điểm rõ ràng, luôn luôn gây dựng cái uy tín của tôi hàng ngày hàng giờ. Đấy, các bạn có thể thấy là những chú chim giọng thổ của mình nó đang rục đẻ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó đang nằm ổ, nó đang rục đẻ. Mình zoom lại một chút các bạn nhìn này. Nhìn nhỏ hơi tối, đây là mình che hơi kín. Đấy, nó gáy rất là rục đẻ rồi, đây là tiếng này, tiếng rục đẻ. Đấy. Con này thì cũng thổ nhưng mà nó chưa phải là đậm lắm, có những con thổ rất là đậm. Đó. Nhưng mà giọng này là cũng ok rồi. Đấy, trở lại vấn đề này, các bạn giao dịch thì các bạn nên cố gắng là gọi điện thẳng cho tôi. Và đặc biệt là các bạn trừ vào cái giờ nghỉ trưa là cái giờ giờ nghỉ trưa, đặc biệt là giờ nghỉ trưa hoặc là giờ quá muộn về ban đêm thì các bạn nên tránh giúp tôi. Bởi vì bản thân tôi là một mình, tôi phục vụ rất là nhiều những cái khách hàng của mình. Đấy, nhưng mà từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi là các bạn xin phép là cho tôi nghỉ một chút. Đấy, còn ngoài ra thì buổi tối thì ngoài 11 giờ tối thì các bạn không nên gọi. Bởi vì thời gian đấy ai thế thôi, chúng ta phải nghỉ ngơi sau những cái giờ làm việc rất là vất vả. Đấy, hai con gáy. Đấy. Đấy.
Đấy, xa xa có một em ở dưới lại gáy. Mùa này thì ra Tết khoảng một tháng nữa nó sẽ nắng ấm lên, nó sẽ gáy rất nhiều. Đó. Thực ra trong những thời gian qua có rất nhiều những fan hâm mộ của mình, họ luôn luôn tin tưởng mình và đồng hành ủng hộ mình trong rong rất là nhiều. Mình rất là cảm ơn các bác. Thực ra cũng trong cái quá trình buôn mua bán qua mạng thì cũng có rất nhiều những cái trường hợp và những cái kỷ niệm, nhưng mà cũng có những trường hợp cũng hơi khó chịu. Tất cả những cái số điện thoại của các bạn mình sẽ lưu vào một quyển sổ cái, và những người tốt, người chưa tốt mình cũng sẽ lưu lại tất. Và khi nào đến một thời điểm nào đấy, mình sẽ ghi âm tất cả những cái cuộc gọi và những cái số điện thoại và đặt hàng. Đấy. Có những người là cũng là gọi điện đặt hàng nhưng mà theo kiểu là trêu đùa trên mạng, hoặc là theo kiểu là không nghiêm túc, gây mất thời gian cho người khác, hoặc là ảnh hưởng đến cái việc chi phí cho của người khác mà không mang lại cái lợi ích gì cho người khác. Đấy là những người không chuẩn, thì những người đấy cũng sẽ nằm trong danh sách đỏ của mình. Và mình hiện giờ mình rất tôn trọng, mình cũng chưa tuyên bố cái danh sách đó. Nhưng mình hứa là khi nào mình đến một cái lúc nào đấy, mình sẽ làm một cái clip có một danh sách những người mà mua bán không lành mạnh qua mạng, để cho một phần là cũng không có ác ý gì, nhưng mà để cho một phần là cũng những cái người khác mà chuẩn bị nhìn thấy như thế để tránh, hoặc là nếu như giả sử mà có động đến một cái gì đấy của một cái bác nào thì các bác cũng phải thông cảm. Bởi vì các bác là chủ động, các bác gọi điện đặt hàng mà cuối cùng các bác lại không có cái tinh thần hợp tác, các bạn trêu đùa người khác trên một cái cuộc điện thoại, cái điều đấy là rất là không tốt. Thực tế nếu đặt các bạn nghĩ ngược trở lại, nếu như các bạn đang là người bán cho người khác và có những người khác đối xử với các bạn như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là không thấy không hợp lý, đúng không? Thế nhưng mà nói vui thế thôi. Tất nhiên là chúng ta cũng không nên sống trong một thời đại văn minh, chúng ta không nên làm những việc đấy. Tất nhiên là mình sẽ ghi vào sổ thôi, chứ mình không bao giờ mình đăng những cái thông tin cá nhân của ai lên làm cái gì cả. Nó rất là tế nhị. Đối với mình nó là cái việc đấy là việc không bình thường. Bởi vì khi các bạn đối xử với một người như thế nào đấy thì sẽ có một người khác đối xử với các bạn như vậy. Mình luôn luôn có một cái tiên trí như vậy. Và đặc biệt những người chơi chim cu gáy như mình là những người rất quân tử, những người rất độ lượng, những người sống rất là đoàn hòa. Các bác cao tuổi thân mến, thì cũng có những bác rất là hâm mộ, có những bác gọi điện hỏi về gia đình, hỏi về tuổi tác, hỏi về mọi vấn đề, thì cũng xin cảm ơn các bác. Cuối video chúc các bác sang năm 2018 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và có được những cái niềm vui cực kỳ là thỏa mãn trên những cái quá trình nuôi những chú chim quý của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất của Thao Chim Cu Gáy. Xin chân thành cảm ơn.